Xin chào anh em đã đến với channel của Meta.vn, chuyên mục giới thiệu công cụ dụng cụ. Và ngày hôm nay Meta giới thiệu đến anh em sản phẩm máy khoan pin 18V Makita DHP453SFX8. Đây là sản phẩm khoan búa khoan tường 13mm và hiện đang có giá rất cạnh tranh trên website Meta.vn. Chi tiết về sản phẩm này như thế nào, hãy cùng Meta tìm hiểu nhé! Bộ sản phẩm thì gồm có một máy khoan pin Makita, một pin 3Ah 18V, một sạc pin với thông số tương đương 3Ah 18V. Hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Thời gian bảo hành của máy là 6 tháng. Một mũi khoan PH2 đi kèm. Chiếc máy khoan Makita này thiết kế với trọng lượng 1,7kg. Phần thân máy dài, tay cầm có bọc nhựa chống trơn trượt. Máy có cò điều tốc ngay trên thân máy. Nút đảo chiều, khi khoan. Nút chọn tốc độ 1 và 2. Và chúng ta có thể điều chỉnh 3 chế độ khoan, gồm có khoan búa, khoan vít và khoan tường. Điều chỉnh tốc độ với 16 độ trượt. Đầu lắp mũi khoan Autolock, chúng ta có thể tháo lắp dễ dàng. Máy có tem chính hãng dán ngay trên thân máy. Và chiếc máy khoan Makita này sử dụng pin 3Ah với điện thế 18V và có đèn báo dung lượng pin ở ngay phía sau. Máy khoan dùng pin này có điều tốc với tốc độ thấp từ 0 đến 400 vòng trên phút, ở mức cao đạt 1.300 vòng trên phút. Máy có tốc độ đập ở mức cao 19.500 lần trên phút, mức thấp 6.000 lần trên phút. Và máy khoan pin Makita có tính năng vặn vít nhờ tính năng đảo chiều, lực vặn tối đa cứng mềm tương ứng là 42 Nm trên 27 Nm. Máy sử dụng mũi khoan vặn vít và khoan búa, đường kính 13mm.